Chuyên mục Radio Nói Hộ Lòng Tôi. Bạn có những tâm sự, những ưu tư khó nói nên lời, hãy viết ra và gửi cho tôi sẽ nói hộ lòng bạn. Ngay sau đây, xin mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện của chị Tô Phương với tiêu đề Có Một Người Như Thế, qua giọng đọc MC Công Phạm. Có một loại người rất lạ, chỉ vô tư sống với tư tưởng thế giới toàn hoa hồng và thảm đỏ. Bạn thích người đó một, người đó sẽ thích bạn lại gấp 10. Bạn tốt với họ một lần, có khi họ sẽ trả nợ cho bạn cả đời. Nhưng với loại người này, bạn đừng bao giờ để người ta biết bạn nghĩ gì về người ta. Vì chỉ cần một sự không hài lòng hay một câu nhận xét tiêu cực, thì lập tức 1000 điều tốt bạn đã làm cho người đó cũng sẽ còn lại con số 0. Họ không ghét bạn, nhưng chắc chắn họ sẽ không thích bạn như ban đầu. Họ dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, nhưng họ cũng không bao giờ quên chuyện họ đã cho qua. Nó chỉ nằm ở một góc nào đó và luôn chực chờ chồm dậy, bao phủ tâm trí họ, đẩy họ đến những suy nghĩ tiêu cực không lối thoát. Với loại người này, bạn cũng đừng bao giờ trực tiếp tranh cãi đúng sai, vì họ không hiểu, không chấp nhận mình sai, hoặc chỉ sai khi trách nhiệm không thuộc về mình. Và khi họ nhận ra thế giới không chỉ là màu hồng, khi không thể tự lừa gạt chính mình nữa là lúc họ tìm cách chạy trốn. Mình là kiểu người đó, và giờ là lúc mình chính thức chạy trốn.